Dạ quay rồi không? Thế đây tao thế. Bây giờ sẽ chia 4 mảnh kiểu như là 5 mảnh. 5 mảnh chứ. 5 mảnh, 5 mảnh đầu tư đúng không? Ừ. Đây là xúc tinh nhiều chó chuyên cung cấp hàng phách cho anh em. Thằng mặt luôn. 10.000. Địt mẹ mày. Mày đánh lô của mày khả năng chết là rất cao. Địt mẹ con này khắc đéo ấy. Con này còn cao hơn. Cao hơn thì mày... mấy trăm. Bố mày hôm nay vừa ăn 5 điểm chiếc đấy. Quay cái lô. Kì nhớ mày trả hết chỗ này. Địt mẹ mày. Chắc à. Địt mẹ điện thoại xịt ma địt mẹ mày quay tháng mãi. Cháy chưa? Đây cháy đi. Ngu ấy, xảy đôi ra. Xảy đôi tâm gì mới đi. Mảnh này của Đạp Phát 40 tỷ. 40 tỷ. Mảnh này của tao. Mảnh. Bây giờ bao nhiêu tiền? Đây là... đéo biết. Hải thì anh Hải cho 100 tỷ luôn. Mảnh của Cường Sôi trị giá bao nhiêu? 100 rồi, đây là 40 tỷ. Thôi, Cường Sôi rồi. Bố đéo lại. Thất bại này. 50 tỷ lần sau, lần quay sau. Chẳng quá. Còn tao xin mày có mình. Mày có 2.000 một thôi, tao không trả mày 2.000 nữa. Nếu mà trúng một con thì là bao nhiêu? Đéo đồng nào à? Mày.